Như vậy là hiệp 1 của trận đấu đã bắt đầu, và hiệp đấu này các cầu thủ chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai bảo vệ khung thành bên phía tay phải được quan sát từ khán đài, còn các cầu thủ Nam Định bảo vệ khung thành bên phía tay trái. Ở vòng 7 thì cả hai đội bóng đều có kết quả hòa. Tuy nhiên nếu như Nam Định có một trận hòa có thể coi là một kết quả khả quan khi họ phải làm khách trên sân Vinh của Sông Lam Nghệ An, đội bóng đang góp mặt ở top đầu trên bảng xếp hạng, thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai lại có một trận hòa đáng thất vọng với tỷ số 3-3, mặc dù họ đã dẫn trước đối thủ Thanh Hóa 2 bàn. Pha phối hợp tấn công của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai, bóng ở trong chân của Nguyễn Phong Hồng Duy, pha phối hợp cùng với Văn Toàn. Nguyễn Phong Hồng Duy, bóng trở lại chân cầu thủ áo số 7 bên phía đội chủ nhà. Như vậy là các cầu thủ Nam Định đã để mất bóng vào không, như vậy là ngay lập tức thì họ đã giành lại quyền kiểm soát bóng. Những pha chạy chiếc bóng quyết liệt ở những giây thi đấu đầu tiên. Vừa rồi là đường chuyền lên của số 77 bên phía đội khách. Đinh Xuân Việt. Bóng đang trong tầm kiểm soát của các cầu thủ Nam Định. Trăm Bưởi. Sẽ có quả ném biên cho các cầu thủ đội khách Nam Định. Người đã băng ra phá bóng là Đức Lương. Đây là huấn luyện viên trưởng Lee Ji Hoon, người đang dẫn dắt các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Quả ném biên được thực hiện bởi Văn Trường, Đinh Mạnh, Quốc Hường. Văn Trường, pha chèo bóng hơi sâu. Nguyễn Phong Hồng Duy, tình huống trả bóng về khá nguy hiểm của cầu thủ màu số 7 bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng ở pha tranh chấp sau đó thì Trần Mạnh Hùng đã có pha phạm lỗi với A Hoàng. Đây là ông Nguyễn Văn Sĩ, người đã nhiều năm dẫn dắt câu lạc bộ Nam Định. Văn Toàn thực hiện nhanh quả ném biên. Như vậy là trọng tài yêu cầu cầu thủ của Anh Gia Lai thực hiện lại quả ném biên ở đúng vị trí. Và lần này thì Văn Toàn nhường quyền ném biên cho đồng đội của mình. Như vậy là vào lúc này ở hai cặp đấu còn lại đều đã có bàn thắng mở tỷ số. BKMX Bình Dương đã ghi bàn vào lưới của câu lạc bộ Hà Nội, trong khi Đà Nẵng cũng đã có bàn thắng vượt lên dẫn trước trong cuộc tiếp đón đối thủ Than Quảng Ninh. Vừa rồi là đường chuyền của Nguyễn Phong Hồng Duy, cú dứt điểm của Was quá nhẹ. Đường chuyền rất tốt của các cầu thủ Anh Gia Lai. Cơ hội đã được trao cho Văn Toàn.
Ở pha bóng vừa rồi, Tuấn Anh đã có một đường truyền từ bên phần sân nhà. Tuy nhiên trợ lý trọng tài đã căng cờ và vào lỗi việt vị của Văn Toàn. Minh Vương, Đức Lương, được chia lê là của Quốc Hường. Trọng tài xác định pha tranh chấp vừa rồi thì tiền đạo mà số 10 bên phía đội khách là Mạnh Hùng đã không bị phạm lỗi. Cơ hội để dứt điểm không được. Đinh Xuân Việt vừa có một tình huống băng lên không thật sự an toàn. Tuy nhiên may mắn đã thuộc về đội khách. Lần này thì các cầu thủ Hoài Gia Lai đã có một pha phối hợp phá bẫy việt vị. Đáng tiếc là ở tình huống băng lên vừa rồi thì Triệu Việt Hưng lại không thể có được một pha dứt điểm chuẩn xác. Minh Vương, Chavouas đối mặt rồi, dứt điểm không vào. Cơ hội tốt nhất của trận đấu đã bị bỏ lỡ. Lẽ ra thì bàn thắng mở tỷ số đã đến với Hoài Gia Lai ở phút thứ 22. Nhưng mũi nhọn trên hàng công lại không thể chiến thắng được Đinh Xuân Việt ở tình huống đối mặt. Trong vài phút vừa qua thì các cầu thủ Hoài Gia Lai liên tiếp có những đường truyền vào trung lộ cho các tiền đạo của mình đua tốc độ, di chuyển phá bẫy việt vị và xâm nhập vào 16m50. Đây là cơ hội tốt nhất mà họ tạo ra kể từ đầu trận đấu, nhưng Chavouas lại có một pha dứt điểm đưa bóng đúng vào vị trí của Đinh Xuân Việt. Sau một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1 mới có một tình huống thực sự rõ rệt có thể dẫn tới bàn thắng mở tỷ số, và nó thuộc về các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Trọng tài xác định Tuấn Anh bị phạm lỗi và một quả đá phạt ở khu vực vòng tròn trung tâm. Bóng vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của các cầu thủ Nam Định. Minh Vương, Văn Toàn, vẫn đang là Văn Toàn, không thể vượt qua được hai cầu thủ của đội khách. Đây mới là quả đá phạt góc đầu tiên của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. BKMX Bình Dương vào lúc này đã dẫn câu lạc bộ Hà Nội tới 2-0. Chỉ sau có hơn 20 phút thi đấu, sân Bình Dương luôn là điểm đến khó khăn của các cầu thủ Hà Nội. Đánh đâu không vào. Thêm một pha bóng nguy hiểm nữa về phía cầu môn của Đinh Xuân Việt.
Lần này thì Trọng Sáng đã không thể hướng được trái bóng vào phía góc xa khung thành. Hoàng Gia Lai đã đánh bại Nam Định trong 8 lần gặp nhau gần đây nhất. Và những diễn biến của trận đấu này cũng đang đi đến chiều hướng nhiều khả năng đội chủ sân Pleiku sẽ tiếp tục giành chiến thắng. Những con số thống kê luôn có ý nghĩa. Câu lạc bộ Hà Nội đội dẫn đầu bảng nhưng luôn gặp khó khăn tại sân của Bình Dương. Họ chỉ thắng vỏn vẹn có 2 trận trong 10 chuyến làm khách tại đây. Ngày hôm nay thì Hà Nội đã để thủng lưới tới 2 bàn chỉ sau có một nửa thời gian thi đấu của hiệp 1. Kể từ đầu mùa thì các cầu thủ Hà Nội mới chỉ để thủng lưới có 2 bàn và chưa để thua một trận đấu nào. Nhưng ngày hôm nay thì họ cũng đã để thủng lưới tới 2 bàn trong khuôn khổ vòng 8. Và rất có thể các học trò của huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm sẽ phải nhận thất bại đầu tiên ở mùa giải năm nay. Không được. Bây giờ thì tới lượt các cầu thủ đội khách tiếc nuối khi bỏ lỡ một cơ hội để có thể ghi được bàn thắng mở tỷ số trên sân Pleiku. Họ đã không chiến thắng được Sema, thủ môn trẻ người Hà Lan. Pha dứt điểm bóng đi căng nhưng Sema với lợi thế về chiều cao cũng như đôi tay đã đẩy được bóng đi qua sang hàng khung thành. Và bây giờ thì Nam Định sẽ có quả đá phạt góc đầu tiên. Dường như là Minh Tuấn vẫn chưa hết tiếc nuối sau khi anh bỏ lỡ cơ hội để đưa đội nhà vượt lên dẫn bàn. Một tình huống phòng ngự khá lập bập của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Nhưng cuối cùng thì bóng đã tới đôi tay của Sema. Cơ hội cho các cầu thủ Nam Định. Pha trả bóng ra lại hơi mạnh. Quốc Hường thêm một quả tạt dứt điểm. Không được. Vừa rồi là tình huống chạm bóng của cầu thủ mà số 9 bên phía đội khách Chambue. Patrio Chambue kể từ đầu trận có rất ít cơ hội để có thể thử thách được tài năng của Sema. Không được, như vậy là bàn thắng đã đến với các cầu thủ Anh Gia Lai ở phút thứ 39. Cuối cùng thì Travelas ở cơ hội tiếp theo của mình đã không còn bỏ lỡ trước cầu môn của Đinh Xuân Việt. Trong 3 trận đấu diễn ra cùng giờ thì Anh Gia Lai là đội mở tỷ số cuối cùng.
Và cả ba cặp đấu thì ưu thế dẫn bàn đều đang thuộc về các đội chủ nhà, đó là Bình Dương, là SHB Đà Nẵng và bây giờ là Hoàng Anh Gia Lai. Một pha dứt điểm rất gọn gàng. Cú dứt điểm lòng trọng chân phải đã đưa bóng về phía góc xa khung thành và lần này thì Đinh Xuân Việt đã hoàn toàn bị đánh bại. Lẽ ra Chavoas đã có thể mở tỷ số sớm hơn rất nhiều từ giữa hiệp 1. Cũng từ một tình huống đối mặt, thậm chí góc sút còn rộng hơn. Nhưng anh lại dứt điểm đưa bóng trúng chân thủ môn của Nam Định. Bàn thắng mở tỷ số đã đến ở phút thứ 40 và tâm lý của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai kể từ thời điểm này sẽ trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Đây là cơ sở để các cầu thủ chủ nhà hướng đến chiến thắng thứ 9 liên tiếp trong những cuộc so tài trước Nam Định. Nhưng trận đấu vào lúc này thì đang bị gián đoạn. Abaji là người đang bị chấn thương. Sau tình huống phát bóng, Abaji đã bị đau và anh đã cần tới sự trợ giúp của các nhân viên y tế cùng chiếc băng cà để có thể di chuyển ra bên ngoài đường biên. Minh Vương pha lấy bóng khá khéo léo và lại là một đường truyền thuận lợi cho đồng đội của mình Chavoas. Hơi chần chừ, Văn Sơn không được. Các cầu thủ Anh Gia Lai cho rằng bóng đã chạm tay của cầu thủ bên phía Nam Định. Nhưng trọng tài quyết định sẽ là tình huống đá phạt góc và đá phạt góc từ bên phía cánh phải. Đứng trước bóng vào lúc này đang là Nguyễn Phong Hồng Duy và Minh Vương. Không vào.
phút thi đấu chính thức cuối cùng của hiệp 1 tại sân Pleiku. Như vậy là hiệp đấu này sẽ có 2 phút bù giờ, trong khi đó thì Abaji đã buộc phải rời sân. Một sự thay đổi người bắt buộc của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ và vào thay cho anh là Phạm Văn Quý. Nam Định đang bị dẫn bàn và họ còn gặp bất lợi khi mà một cầu thủ trụ cột gặp chấn thương. Sharma. Đường chuyền dài chuẩn xác của Minh Vương. Chavoas đang tìm đồng đội phối hợp chăng? Vẫn là Chavoas quyết định dứt điểm. Không được. Đã không có được bàn thắng thứ hai cho tiền đạo áo số 10 bên phía đội chủ nhà. Văn Toàn đã tỏ ra không được hài lòng. Một sự tiếc nuối. Nếu như là một pha phối hợp thì cơ hội ăn bàn sẽ đến với các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai nhiều hơn. Thay vì là Chavoas quyết định tung ra cú dứt điểm ở tình huống vừa rồi. Vừa rồi là pha chéo bóng của Triệu Việt Hưng. Hữu Định vẫn đang là Hữu Định. Đường chuyền vào không qua được Đức Lương và quyền kiểm soát bóng đã trở lại với các cầu thủ chủ nhà. Minh Vương. Một lần nữa trong trận đấu này thì Văn Toàn rơi vào thế việt vị. Trong hiệp 1 thì các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai cũng thường xuyên có những pha đẩy bóng như vừa rồi để đồng đội băng lên phá bẫy việt vị. Đường chuyền của Minh Vương cho Văn Toàn.
vừa đi trúng vào Văn Phú. Tiếp tục là một pha chéo bóng của Văn Toàn. Lần này thì bóng đã không tới được vị trí của Chavuas. Sai lầm của các cầu thủ Nam Định. Chavuas dứt điểm, đập cột dọc, không vào. Vừa rồi là một tình huống mà có lẽ hàng phòng ngự của Nam Định cho rằng Chavuas sẽ mở bóng ra cho đồng đội của mình. Bóng vào dứt điểm cận thành nhưng tiền đạo mà số 10 đã quyết định dứt điểm ở góc hẹp. Quyết định chuẩn xác và gây bất ngờ. Nhưng đáng tiếc, anh chỉ chiến thắng được Đinh Xuân Việt chứ không thắng được cột dọc cầu môn của câu lạc bộ Nam Định. Sau một nhịp đi bóng thì Chavuas đã tung ra cú dứt điểm chân trái. Bóng đi căng. Văn Toàn. Hoài Gia Lai đang thoải mái chơi bóng trên sân Pleiku theo ý đồ của mình. Minh Vương đối mặt rồi. 2-0. 2-0 ở phút thứ 72 của trận đấu. Đây cũng là bàn thắng có lẽ sẽ chấm hết cho những nỗ lực của các cầu thủ Nam Định với hy vọng có điểm tại sân Pleiku vào buổi chiều ngày hôm nay. Hoài Gia Lai đang hướng tới chiến thắng, thậm chí là một chiến thắng tưng bừng bởi sẽ còn khoảng 20 phút và họ đang chơi một cách đầy hưng phấn. Bị áp sát bởi cặp trung vệ của đội khách nhưng Minh Vương đã có những pha xoay trở rất tốt trong một không gian chật hẹp và loại bỏ cả Đinh Xuân Việt trước khi dứt điểm vào cầu môn đã hoàn toàn bỏ trống, nâng tỷ số lên thành 2-0 cho các cầu thủ Hoàng Gia Lai. Người đã có đường chuyền là Nguyễn Phong Hồng Duy. Vẫn là những cái tên rất quen thuộc trong màu áo của câu lạc bộ Hoàng Gia Lai, những người đã đóng góp công sức trong các đội tuyển quốc gia. Đinh Xuân Việt Trương Việt Hưng.
một tình huống để mất bóng và sau đó là pha phạm lỗi của số 97 bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Giành chiến thắng trước Nam Định ở trận đấu này thì Hoàng Anh Gia Lai sẽ vượt qua chính đối thủ của mình trên bảng xếp hạng. Quả đá phạt được thực hiện bởi Thanh Trường, rất nguy hiểm. Chỉ một chút nữa thôi thì các cầu thủ Nam Định đã rút ngắn được tỷ số xuống còn 1-2. Nhưng may mắn đã không thuộc về các cầu thủ đội khách. Pha đá phạt của Thành Trường, bóng chạm đất và đập cột dọc khung thành. Thành Trường, Minh Vương, Nam Định vào lúc này không có gì để mất. Tuy nhiên trước một Hoàng Anh Gia Lai chơi chặt chẽ và có hàng công gồm những cầu thủ hết sức nguy hiểm thì đội khách cũng không thể đẩy cao đội hình. Thời gian của trận đấu còn tương đối nhiều nhưng có lẽ đây sẽ là thất bại thứ 9 liên tiếp mà các cầu thủ Nam Định phải gặp và nhận trong những lần so tài với Hoàng Anh Gia Lai. Phút thứ 80 của trận đấu và tỷ số tại sân Pleiku vào lúc này đang là 2-0 nghiêng về phía đội chủ nhà với các pha lập công của Trevor Watt ở phút 40 và Minh Vương ở phút thứ 73. Hoàng Gia Lai vào lúc này cũng chính là đội bóng đang có được tỷ số cách biệt nhất trong 3 cặp đấu khởi tranh vào lúc 17 giờ. Bởi trên sân Bình Dương thì BKM Bình Dương cũng đang dẫn Hà Nội 2-1 và
Đà Nẵng đã dẫn thắng Quảng Ninh 1-0 tại sân Hòa Xuân. Mười phút nữa trận đấu sẽ kết thúc và mỗi đội vào lúc này vẫn còn một quyền thay đổi người chưa sử dụng. Bên phía đội chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai, hai cầu thủ đá vào sân là Kim Bu Jin và Vũ Văn Thanh. Bên phía Nam Định thì Thanh Trường và Văn Quý là những người được thay vào sân. Như vậy là Nam Định đã sử dụng quyền thay đổi người cuối cùng. Minh Tuấn bị đau và anh đã rời sân. Vào thay là Trần Mạnh Cường, cầu thủ mặc áo số 32. Travovas. Như vậy là trọng tài xác định ở pha tranh chấp vừa rồi thì số 10 của Hoàng Anh Gia Lai đã bị phạm lỗi. Đây là pha phạm lỗi của Đinh Văn Trường. Ngay sau khi kết thúc các trận đấu trên sân Bình Dương, sân Hòa Xuân và sân Pleiku, cũng trong khuôn khổ vòng 8 của V-League sẽ diễn ra hai cặp đấu khởi tranh vào lúc 19 giờ. Tại sân Hàng Đẫy thì Viettel sẽ gặp Sông Lam Nghệ An. Cùng giờ thì trên sân Thống Nhất Thành phố Hồ Chí Minh, đội chủ nhà Sài Gòn FC sẽ gặp câu lạc bộ Hải Phòng. Chavoas, Minh Vương, Văn Phú đã cắt được đường truyền của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Không được. Người đã bật cao là Mai Xuân Quyết. Pha đánh đầu nhẹ, bóng đi chạm đất và tới đôi tay của Siaman. Trở về lưng,
chuyển về của Văn Sơn. Đức Lương. Văn Toàn không được. Trọng tài đã cắt còi và rút ra chiếc thẻ vàng. Người vừa phải nhận thẻ phạt là cầu thủ áo số 16 Nguyễn Đình Mạnh. Nam Định đã không thể tìm ra được một giải pháp để ngăn cản những cầu thủ chơi kỹ thuật bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Ngoài việc phạm lỗi và dẫn tới những quả đá phạt cũng như những chiếc thẻ vàng mà trọng tài rút ra cho cầu thủ đội khách. Minh Vương. Pha lấy bóng của các cầu thủ Nam Định. Thành Trường lại không thể kiểm soát được bóng và ngay sau đó là một tình huống phạm lỗi với đội trưởng Minh Vương bên phía Hoàng Anh Gia Lai. Trận đấu đang trôi về những phút cuối và Hoàng Anh Gia Lai đã cầm chắc trong tay chiến thắng. Với việc đánh bại Nam Định, đây không phải là một kết quả bất ngờ. Điều này đã được dự báo từ trước khi mà các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai được đánh giá cao hơn so với đối thủ. Và họ có thành tích đối đầu rất tốt với đội bóng Thành Nam. Với 10 điểm, Hoàng Anh Gia Lai sẽ tạm vượt qua chính đối thủ Nam Định và cả câu lạc bộ Viettel. Đội bóng Tân Bình đang có 9 điểm và sẽ tiếp Sông Lam Nghệ An trên sân Hàng Đẫy vào lúc 19 giờ. Đây đang là phút thi đấu chính thức cuối cùng. Dứt điểm không được. Patio đã có cơ hội để tung ra cú dứt điểm ngay trong khu vực 16m50. Bảo Toàn sẽ được tung vào sân để thay cho cầu thủ mang áo số 9 Văn Toàn. Và đây là sự thay đổi người cuối cùng bên phía đội chủ nhà trận đấu này.
Như vậy là hiệp 2 của trận đấu trên sân Pleiku sẽ được bù giờ 5 phút. Quả đá phạt góc. Bóng đã đi cách rất xa sang hàng khung thành của CMA. Vẫn là những pha dứt điểm quá nhẹ, quá dễ đối với CMA. Không thể có được bàn thắng cho các cầu thủ Nam Định với những tình huống dứt điểm như vừa rồi. Và lúc này thì đội bóng của huấn luyện viên Nguyễn Văn Sĩ cũng không còn nhiều quyết tâm. Đây đã là thời gian bù giờ và cách biệt hai bàn là quá khó để có thể san lấp trong một thế trận mà Nam Định đã chơi hoàn toàn bế tắc ở khâu tấn công. Không vào. Chúng ta cùng xem lại tình huống nguy hiểm về phía cầu môn của Hoàng Anh Gia Lai. Đây có lẽ là cơ hội tốt nhất mà Patio tạo ra kể từ trận đấu. Đây đã là những phút cuối trận. Thể lực suy giảm và sự tập trung của các cầu thủ Anh Gia Lai cũng có phần giảm sút. Văn Phú. Đường chuyền của Văn Trường. Bóng vẫn đang trong chân các cầu thủ Nam Định. Kim Bầu Dìn là người đã đánh đầu phá bóng ra khỏi khu vực 16m50. Bảo Toàn. Phút bù giờ cuối cùng. Một quả đá phạt dành cho các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Và đây là một pha phạm lỗi xứng đáng nhận thẻ phạt. Trọng tài đã rút ra. Trọng tài đã rút ra chiếc thẻ vàng dành cho Văn Quý, cầu thủ vào sân ở cuối hiệp 1. Một cú vung tay trúng mặt cầu thủ bên phía Hoàng Anh Gia Lai và không thể coi đó là một tình huống vô tình phạm lỗi đối với
số 7 Nguyễn Phong Hồng Duy. Đây có lẽ cũng là tình huống bóng cuối cùng của trận đấu này. Nguyễn Phong Hồng Duy. Và như vậy là trận đấu trên sân Pleiku đã kết thúc với chiến thắng 2-0 thuộc về đội chủ nhà. Bàn thắng được ghi do công của Travel West ở phút thứ 39 và Minh Vương ở phút thứ 73.